Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 đến 14 độ, vùng núi từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Sáng nay, nhiều tỉnh vùng núi phía Bắc đã ghi nhận mức nhiệt thấp nhất kể từ đầu mùa đông. Sáng ngày 5 tháng 12, đỉnh núi Mẫu Sơn, Lạng Sơn rét 2 độ C, Sapa, Lào Cai 5 độ C, Sơn Tây, Hà Nội 9 độ C, thấp nhất từ đầu mùa đông đến nay. Hệ thống quan trắc của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ghi nhận nhiệt độ miền Bắc và miền Trung giảm 2 đến 3 độ C so với sáng ngày hôm qua. Phía Đông Bắc Bộ nền nhiệt giảm sâu nhất như các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Giang dao động từ 8 đến 12 độ C, những nơi khác ở Bắc Bộ phổ biến từ 10 đến 14 độ C. Đỉnh Phan Xipang, Sapa, Lào Cai cao 3.143 m sáng nay nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, nền đất cỏ cây xuất hiện lớp sương muối mỏng nhưng băng giá hay mưa tuyết không xuất hiện trong đợt này. Đến 9 giờ, nắng hanh ngập tràn, nhiệt độ tăng nhanh và xu hướng tăng nhiệt sẽ còn diễn ra trong những ngày tới. Tháng 12 dự báo sẽ có khoảng từ 5 đến 7 đợt không khí lạnh tràn về miền Bắc. Các đợt rét đậm với nhiệt độ trung bình ngày từ 15 độ trở xuống có thể xuất hiện vào nửa cuối tháng 12, tập trung ở vùng núi và trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Theo dự báo, Lào Cai sẽ là địa phương thường xuyên hứng chịu những trận rét đậm rét hại kéo dài, làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, nhất là đối với đàn gia súc. Ngay khi có những đợt lạnh đầu tiên, thị xã Sapa hiện đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống rét cho đàn gia súc. Những con trâu này trước kia được nuôi để lấy sức kéo là chủ yếu, thì nay đã trở thành sinh kế thoát nghèo của người nông dân vùng cao biên giới Lào Cai nói chung và gia đình anh Má A Vàng nói riêng. Chính vì vậy, việc gia cố chuồng trại, tích trữ thức ăn cho đàn gia súc là mối quan tâm hàng đầu của anh trong mùa đông năm nay. Nghe này thời sự nói là tháng 12 này nó bắt đầu giết rét đậm rét hại. Thì anh nghe tên trong cái đài thì anh trong thời sự đấy anh bắt đầu thế là châu ăn cỏ chùa có cái biện pháp thứ hai nữa là anh hiện nay là anh cắm một cái đèn mà đổ sợi ứng cho châu ở dưới chùa, nhưng mà giết nữa thì anh sẽ mua thanh bạt nên là quay xung quanh bây giờ anh chơi hết rất là vám rồi, nhưng mà giết thêm không cho rỗ lùa vào đấy thì anh mua bạt. Để đảm bảo an toàn cho toàn bộ đàn gia súc khoảng 13.000 con, thị xã Sapa đã tích cực vận động người dân làm chuồng trại kiên cố, che chắn giữ ấm cho đàn gia súc, tập huấn cho bà con thực hiện tốt việc dự trữ thức ăn và thường xuyên cử cán bộ thú y đến kiểm tra, đôn đốc vệ sinh chuồng trại, đồng thời có phương án di chuyển đàn gia súc từ vùng cao xuống vùng thấp tránh rét khi nhiệt độ xuống thấp kéo dài. Chúng tôi vận động các bà con là chủ động dự trữ thức ăn từ các cái phụ phẩm của nông nghiệp, ví dụ như là rơm, các cái loại cây cỏ để tận dụng ủ làm thức ăn, dự trữ thức ăn cho gia súc trong cái vụ đông, cũng như là chỉ đạo là tiêm phòng cho gia súc. Theo dự báo trong những ngày tới, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường xuống các khu vực của tỉnh Lào Cai. Tại khu vực Nam Trung Bộ, mưa đã giảm, tuy nhiên nguy cơ sạt lở núi vẫn là rất cao do đất đá đã ngấm no nước. Chính quyền địa phương đang từng bước đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Ghi nhận sau đây tại tỉnh Phú Yên. Km số 0 cộng 200, đoạn qua dốc ruộng xã Phú Mỡ, huyện miền núi Đồng Xuân, thuộc tuyến đường Phú Yên-Gia Lai. Mưa lớn làm sạt lở hai bên núi, một khối lượng lớn đất đá đổ xuống mặt đường gây ách tắc giao thông. Không chỉ có điểm sạt lở này, theo thống kê, toàn huyện Đồng Xuân có 9 điểm có nguy cơ sạt lở đất, sạt lở núi. Những điểm sạt lở gần khu dân cư đã được chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo và di dời người dân. Địa bàn Đồng Xuân thì khoảng 9 đến 10 điểm tập trung các cái xã miền núi, thì trước mắt là phải vận động là bà con có cái di dời khẩn cấp. Sau đó thì có cái tính toán để mà xây dựng các cái khu tái định cư mang tính chất chiến lược. Chứ nếu mà những năm nay và những năm sau thì có khả năng là tái diễn như các tỉnh miền Trung vừa qua. Để thích ứng và giảm thấp nhất thiệt hại do thiên tai tại khu vực miền núi, hiện nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã yêu cầu các địa phương phải rà soát lại toàn bộ những vị trí xung yếu ở vùng núi, ven sông. Tại các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống cảnh báo lũ quét, sạt lở. Đối với các khu dân cư mới, công trình hạ tầng sẽ được tính toán khoa học, xây dựng cách xa khu vực đồi núi để giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra lở đất. Trong thời gian tới thì trên cơ sở mà cái kết quả rà soát
thì chúng tôi sẽ phân bố ưu tiên nguồn đầu tư đối với những khu vực có khả năng để mà chúng tôi bố trí đầu tư ngay và vấn đề mang tính cấp bách để bảo vệ an toàn tính mạng tài sản người dân. Đối với những khu vực khác chưa có khả năng bố trí về nguồn lực của tỉnh có giới hạn thì chúng tôi thực hiện trong việc di dời tái định cư lại ở những vị trí mà an toàn hơn đối với người dân và sử dụng các biện pháp về kè mềm hay là phương pháp trồng chống sói lở hay là phương pháp tuyên truyền vận động hay là định vị vị trí để người dân có thể tự di dời đối với những khu vực người dân có thể. Nguy cơ sạt lở đất ở các địa phương miền núi của tỉnh Phú Yên luôn hiện hữu, nhất là vào mùa mưa lũ. Trong khi chờ các giải pháp lâu dài được thực hiện, người dân cần chủ động di dời đến những nơi an toàn. Cùng với đó phải nâng cao mức độ cảnh báo thiên tai, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh, ứng phó với sạt lở đến cộng đồng dân cư. Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Sơn La và cơ quan chức năng địa phương đã phát hiện bắt quả tang Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản BHL Sơn La xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã huy động một máy xúc tiến hành đào ngay cạnh hồ chứa nước thải nhằm tìm vị trí ống xả thải ngầm. Bước đầu xác định có một ống ngầm, loại ống phi 200, dài 28 mét, cắm sâu xuống lòng đất. Lực lượng chức năng cho biết, sau một thời gian dài mật phục, đã phát hiện công ty sử dụng thủ đoạn rất tinh vi, dùng máy bơm tõm loại 6 kg đấu nối với đường ống mềm loại phi 150, dẫn nước từ bể điều hòa đến họng chờ, nối với hệ thống đường ống dẫn nước ngầm được lắp đặt dưới lòng đất đến hang ngầm Cutter. Toàn bộ nước thải chưa qua xử lý sẽ xả thẳng xuống lòng đất. Hiện nay bước vào thời điểm chính vụ của vụ sản xuất sắn nên công ty đang hoạt động với công suất cao. Lực lượng chức năng đã yêu cầu công ty dừng ngay hoạt động xả thải, giữ nguyên hiện trạng tại khu vực xử lý nước thải và các đường ống. Lấy mẫu nước thải để đánh giá mức độ ô nhiễm, đồng thời tiếp tục tiến hành điều tra, xác minh, đảm bảo xử lý nghiêm theo quy định. Vụ việc phát hiện quả tang công ty xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường khiến cho dư luận băn khoăn, không hiểu vì sao công ty này đã qua mặt được lực lượng chức năng của tỉnh Sơn La suốt 3 năm qua. Mặc dù lực lượng chức năng của tỉnh liên tục tổ chức nhiều đợt kiểm tra, giám sát. Thưa quý vị, đường Trường Sơn Đông qua địa phận huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa thông tuyến sau gần một tháng bị ách tắc do sạt lở núi. Đường Trường Sơn Đông tại km 157 qua địa phận xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây sạt lở nghiêm trọng. Đất đá tràn ra đường, cắt đứt mạch giao thông. Để khắc phục, địa phương đã tạm thời mở đường nhánh, nhưng việc đi lại bằng xe máy vẫn hết sức khó khăn. Em thấy đường này đi khó, mà đứa trẻ đi họ không có đường đi nữa hết. Rồi, mà người dân đi mua đồ gì cũng có đi, không có đường đi luôn. Chậm khắc phục sạt lở trên tuyến đường Trường Sơn Đông qua địa phận huyện Sơn Tây không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại và hoạt động phát triển kinh tế ở địa phương, mà còn ảnh hưởng đến giao thương hàng hóa với tỉnh Kon Tum và huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Bình thường là đi đường Trường Sơn Đông, bây giờ là mở tạm cái đường này để đi. Mong sao làm xong cái đường để cho bà con đi. Đã gần một tháng nay đường Trường Sơn Đông này bị tắc hoàn toàn, keo mì bị hư do lũ lụt của bà con hiện nay bị thúi không bán được do tắc đường. Hiện nay chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần với ban quản lý 46 nhưng vẫn chưa được khắc phục và chúng tôi đã báo cáo ủy ban tỉnh cũng đã có văn bản gửi về ban 46. Trước tình hình đó thì chúng tôi có nhờ công ty thủy điện Đắc Ba là công ty Vinaconex và chúng tôi mở tạm cái đường này. Đường này bị tắc một tháng nay chúng tôi mở tạm. Nhưng hiện nay là tạm thời chỉ xe máy đi được nhưng các phương tiện khác đều đi không được. Nguy cơ đất đá tiếp tục sạt lở tại km 157 trên tuyến đường Trường Sơn Đông qua địa phận xã Sơn Mùa vẫn hiện hữu. Và nỗ lực mở đường mới cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Niềm mong đợi của người dân là điểm sạt lở này cần sớm được khai thông để cuộc sống của người dân dần ổn định trở lại. Thưa quý vị, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết sau hơn 3 tháng thí điểm kiểm soát tải trọng xe bằng hệ thống cân kiểm tra tải trọng xe điện tử tự động trên quốc lộ số 5, xe quá tải trọng đã giảm sâu. Tuy nhiên, dịp cuối năm, lực lượng chức năng vẫn sẽ tiếp tục tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp quá tải trọng. Từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 30 tháng 11, tổng số xe tải được cân kiểm tra là 305.015 xe, trong đó có 451 xe, tỷ lệ 0,15% vi phạm tải trọng đường bộ ở mức xử phạt theo quy định. Qua theo dõi, tỷ lệ xe vi phạm quá tải trọng đang giảm dần theo từng tháng.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết hệ thống cân tự động ứng dụng công nghệ cảm biến lực có độ chính xác cao, ổn định, tin cậy, hoạt động tự động hoàn toàn, không cần phải thao tác vận hành và can thiệp của con người, cho ra kết quả cân rất nhanh, từ 3 cho đến 15 giây tùy thuộc vào tốc độ và tình trạng mạng Internet tại thời điểm xe lưu thông qua cân, kiểm soát được 100% số lượng xe lưu thông trên đoạn đường đặt thiết bị cân. Đáng chú ý, hầu hết các chủ phương tiện đều chấp thuận về kết quả vi phạm và chấp hành nghiêm các quyết định xử phạt. Từ hiệu quả của việc thí điểm này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải nhân rộng trên một số tuyến đường khác. Mặc dù Bộ Giao thông Vận tải đã nhiều lần xin gia hạn, Thủ tướng phải vào cuộc chỉ đạo, nhưng hiện trên triển khai thu phí tự động không dừng ETC vẫn chậm khi vẫn còn 4 tuyến đường cao tốc chưa triển khai lắp đặt, dẫn đến việc thu phí không dừng sẽ bị vỡ tiến độ. Bộ Giao thông Vận tải cho biết hiện tại giai đoạn 1 của dự án thu phí tự động không dừng có 38 trên 44 trạm đã lắp đặt vận hành, tối thiểu 2 làn thu phí không dừng ở mỗi chiều đường. Còn lại 5 dự án của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC mới chỉ có dự án cầu rẽ Ninh Bình lắp đặt thu phí không dừng, số còn lại chưa lắp đặt xong là chưa có kinh phí để triển khai thực hiện do VEC đang thực hiện tái cơ cấu. Do đó, từ nay đến hết 31 tháng 12, chưa thể lắp đặt hệ thống thu phí tự động không dừng tại các trạm thu phí như yêu cầu của Thủ tướng. Thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, sau gần 5 năm triển khai, tới nay chỉ có gần 1 triệu xe ô tô dán thẻ thu phí tự động không dừng trên tổng số 3,8 triệu ô tô trên cả nước, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu. Đặc biệt mới chỉ có 400.000 trong tổng số 1 triệu phương tiện ô tô dán thẻ nạp tiền sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng. Còn theo công ty thu phí tự động không dừng VETC, nhà cung cấp dịch vụ giai đoạn 1 dự án thu phí tự động không dừng, tỷ lệ nạp tiền sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng ETC mới chỉ đạt khoảng 40% trong tổng số gần 1 triệu xe ô tô đã dán thẻ. Thưa quý vị và các bạn, với tốc độ đô thị hóa như hiện nay, việc di chuyển bằng thang máy tại các tòa nhà cao tầng đã trở thành việc làm hàng ngày của rất nhiều người. Thế nhưng liên tiếp trong những ngày vừa qua trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra nhiều vụ thang máy gặp sự cố. Các vụ việc đều được đánh giá là nghiêm trọng. Bởi thực tế, việc vận hành thang máy phải đảm bảo không có sai sót, vì nếu không, hậu quả để lại sẽ rất nặng nề, liên quan trực tiếp đến tính mạng của con người. Sau gần một tuần quay lại tòa nhà B10A, Nam Trung Yên, chiếc thang máy rơi tự do từ tầng 5 xuống tầng 1 đã được niêm phong để điều tra nguyên nhân. Khi xảy ra sự cố, 10 người ở trong thang máy. Rất may mắn đã không có thiệt hại về người. Trước đó, tòa nhà đã từng bị cư dân phản ánh nhiều về việc sự cố đối với hệ thống thang máy, nhưng không được sửa chữa một cách triệt để. Hiện tại là con gái này rồi con rể với mấy cháu với bà thông gia tôi là đang nằm bó hết chân rồi. Pháp luật là xem là như thế nào để cho gia đình nó ổn thỏa. Còn đây là hình ảnh lực lượng chức năng mới giải cứu 38 người bị mắc kẹt trong thang máy tại một tòa nhà trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Dù không có thiệt hại về người, nhưng hai vụ việc nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trên địa bàn thực sự là hồi chuông cảnh báo về việc vận hành thang máy hiện nay tại các chung cư cao tầng. Nguyên nhân thứ nhất là các đơn vị sử dụng hạn chế, không duy trì cái việc bảo trì bảo dưỡng thang máy thường xuyên và liên tục. Nguyên nhân thứ hai nữa là các đơn vị bảo trì thì không đáp ứng được năng lực, không đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật. Nguyên nhân thứ ba nữa là cái vật tư thay thế không đảm bảo nguồn gốc xuất xứ và không mang tính đồng bộ. Khi các sự cố nghiêm trọng về thang máy xảy ra, chẳng hạn như vụ thang máy rơi ở khu tái định cư Nam Trung Yên, Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy cho biết sẽ ra soát, đánh giá về chất lượng và sự an toàn của thang máy trong các tòa nhà ở khu vực. Hiện nay tôi thấy rằng các văn bản quy định pháp luật liên quan chưa có mang tính chất răn đe thực sự để khiến cho một số chủ đầu tư hoặc là một số nhà thầu, một số những cá nhân có trách nhiệm phải chịu trách nhiệm, thậm chí phải xử lý hình sự nếu như chẳng may xảy ra những sự cố đáng tiếc. Ở các đô thị lớn và đặc biệt là thành phố Hà Nội, với mật độ chung cư dày đặc, thang máy là phương tiện vận chuyển thiết yếu.